Vâng, hello, em xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay kênh YouTube Cu Bờm TV nhà em lại về được cái mã máy mài, hàng mài pin anh em nhé. Trước mắt anh em đây là con mài pin Hitachi. Đó, thường thường là các bác mà làm cái trên cao và anh em làm ở chỗ trong ngóc ngách, các bác không dòng được dây điện, thì nói chung là cái mài điện không sử dụng được, thì cái mài pin gọi là cái sự lựa chọn phù hợp, hợp lý nhất cho tất cả anh em này. Sau đây anh em sẽ cùng em đi giới thiệu về cái con này các bác nhé. Thì trước mắt anh em đây là cái bộ mài pin Hitachi các bác nhé. Đây. Rất là ngon đúng không ạ? Hàng là hàng động cơ không chổi than. Thì con này là công tắc cò bóp này, nên các bác có thể bóp cò bóp mở, bóp bấm mở, nó rất là dễ dàng sử dụng này. Nó sẽ làm các cái lơ sần để cho anh em chống trơn trượt khi các bác sử dụng máy các bác nhé. Con này thì đầu ở đầu một tấc, máy là máy một tấc anh em nhé. Lưới là đá 100, đá một tấc cho em. Nó ghi là Hitachi 199V này. Còn nói chung là pin thì pin nó đề 199V, nhưng thực chất đều là từ 18 đến 21V cho em. Các bác không quan tâm gì đến cái số liệu của cái pin này nhé. Nó chỉ là cái tem dán thôi. Anh em cùng em xem này. Đây, pin lượng của nó từ là 0 đến 9.000 vòng một phút này. Con này lưỡi ở lưỡi một tấc cho em. Và máy thì cực kỳ là ngon. Các bác nghe tiếng máy rất là êm này. Đấy, rất là ngon luôn cho em đúng không? Một bộ sản phẩm của con này thì sẽ bao gồm là một thân máy như thế này này, hai pin 10 cell, chân pin là chân pin phổ thông, một sạc bàn, một hộp đựng, có hết, có đầy đủ luôn cho anh em là cái tay cầm phụ này, cái dụng cụ chắn lưỡi này và một cái tay mở lưỡi cho các bác luôn. Thì cái con này em đã mở sẵn khu sẵn cục pin cho các bác xem rồi. Bình thường với dòng máy mài của nó thì cái vòng tua của nó cực kỳ là lớn, gọi là 9-10.000 vòng một phút cơ. Thì các bác vô tải, các anh em bình thường các bác dùng bình thường như này thì nó sẽ không sao. Nhưng khi các bác mà vô tải, các bác cắt sắt hoặc các bác cưa gỗ các kiểu thì nó sẽ hay bị ngắt mạch, bởi vì những cục pin nó sẽ có dòng sạc không đáp ứng đủ. Nếu các bác dùng cái cục pin của pin con 13 ly, pin máy khoan hoặc là pin máy chuyên vít thì chắc chắn là sẽ bị ngắt mạch khi sử dụng. Thì ngày hôm nay thì với cái cục pin 10 cell có dòng sạc cao, thường thường duy nhà em những con máy mài này, máy khoan bê tông này và máy cắt thì đều là dùng cái sử dụng cái pin có dòng sạc cao. Pin là pin của nó là mạch 3 MOSFET anh em nhé. Một cell pin thế này, rồi sẽ là 2000 mAh này. Một cục thế này sẽ là 4A luôn, hai cục là 8A, rất là ngon cho anh em sử dụng luôn. Cho các bác dùng máy mài máy cắt và những cục pin này các bác sử dụng máy khoan rất là ngon. Cái dung lượng các bác dùng nó nhiều hơn và các bác có thể là dùng thời gian được lâu hơn. Bởi vì pin máy mài thì thường thường nó sẽ là pin ngon và nhà em sẽ là hàng pin ngon. Còn trên thị trường thì em không rõ, nhưng mà chắc chắn nhà em sẽ là hàng pin ngon cho các bác, để khi các bác vào tải anh em sẽ không bị ngắt mạch luôn. Thì sau đây thì các bác sẽ vào cái đây này. Đây nha các bác nhá, em lưu ý này. Đây, pin thì sẽ là pin em sẽ là cái logo này luôn nhé. Logo là Navara 666 này và có 2000 mAh. Thì một cell thế này sẽ là 2, một cell thế này sẽ là 4A nhá. Với một hàng là 2A này. Hai hàng là 4A anh em nhá. Hai cục pin 10 cell trên phổ thông. Em có thể lắp vô được máy khoan, máy mài, máy cắt, máy bê tông, máy thổi bụi các kiểu. Hoặc anh em có thể là các bác lắp con chuyên vít, con 13 ly. Anh em có cái dung lượng của nó sẽ lớn hơn và các bác xài được lâu hơn. Thì sau đây anh em sẽ cùng em đi test thử chức năng cắt của con này luôn, để em cho các bác xem là nó cắt có bị ngắt này hay không anh em nhé. Thank you.
Ok. Và vừa rồi các bác đã cùng em đi test thử chức năng gọi là cắt với con máy cắt Hitachi, công tắc cỏ bóp rất là dễ dàng sử dụng luôn. Thì cái sản phẩm này thì hiện tại em đã bán là 1,2 triệu miễn ship này. Nhưng ngày hôm nay em xin phép là giảm giá và tặng quà hấp dẫn cho bác của mình, cho anh em mà đã luôn theo dõi cái kênh của Bầm TV nhà em. Thì hôm nay em xin phép là sale cho bác chỉ còn với giá là 1,1 triệu. Là bên em đã miễn phí vận chuyển toàn quốc rồi. Các bác nhận hàng đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán luôn cho em. Đặc biệt này, khi các bác mua hàng thì em sẽ đều tặng cho anh em là một cái đá cắt đa năng. Đấy, đá cắt đa năng, đá cắt gạch. Đá cắt này đá cắt một tấc mút anh em nhé. Đây, rất là tiện lợi cho các bác, anh em sử dụng luôn. Thì anh em nào có nhu cầu quan tâm mã này thì có thể là để lại số điện thoại bằng chữ ngay tại video này, hoặc là anh em gọi điện cho bên em qua các đầu số này là 0982 826 628 hoặc 0929 826 628. Anh em cũng có thể là cho nhắn tin thông tin địa chỉ cụ thể và các số máy các bác mua vào tin nhắn thường hoặc tin nhắn Zalo cho bên em đều được. Thì bên em sẽ có người gọi là tư vấn rồi check đơn cho anh em. Và em xin kết thúc cái video tại đây. Anh em nào quan tâm bên em thì có thể là đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để cập nhật được những video clip mới nhất nhé. Và xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ.